Là trường hợp của chị Lê Thị Hồng Hải quê xã Trấn Dương, vị Bảo Hải Phòng. Chị Hải làm cho một công ty ở huyện An Dương cách nơi trọ khoảng 10 km. Còn chồng chị làm thợ lắp đặt biển quảng cáo. Tổng thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng được khoảng 15 triệu đồng. Trong khi đó chị Hải cho biết hàng tháng tiền thuê căn phòng là 1 triệu đồng, còn tiền điện nước khoảng 500.000 đồng. Thậm chí gia đình chị còn không dám lắp điều hòa vì sợ tốn tiền điện dù căn phòng vô cùng chật hẹp và bí bách. Chị Hải chia sẻ rằng giá cả leo thang nên chi phí sinh hoạt rất tốn kém, đồng lương eo hẹp nên phải thắt chặt chi tiêu, dành dụng tiền mua sữa, bỉm thuốc men, gửi tiền về quê nuôi con gái đang ở với ông bà nội. Thu nhập của chị mấy tháng nay bị sụt giảm vì chị phải nghỉ làm do dịch bệnh COVID-19. Không những tài chính suy giảm, sức khỏe vợ chồng chị cũng bị ảnh hưởng. Có những di chứng hậu COVID-19 như hụt hơi, tức ngực, khó thở, mất ngủ. Chị vẫn phải cố gắng đi làm để có thu nhập duy trì cuộc sống. Dù đã tìm mọi cách từ tiết kiệm các khoản chi và kiếm thêm từ các nguồn khác như bán hàng online, nhưng tình trạng kinh tế vẫn không khởi sắc. Vợ chồng chị đang ngóng chờ khoản hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của chính phủ. Theo dõi tin tức báo chí và biết được chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ người lao động là 500.000 đồng một tháng và được tối đa 3 tháng, mặc dù số tiền không quá lớn, nhưng chị Hải rất mong mỏi nhận được khoản trợ cấp này để hỗ trợ phần nào sự thiếu thốn của hiện tại. Được biết, trường hợp của chị Hải chỉ là một trong những trường hợp tiêu biểu về tình trạng công nhân vất vả cân bằng cuộc sống hậu dịch bệnh. Cũng có nhiều trường hợp khó khăn tương tự mong muốn khoản hỗ trợ thuê nhà trọ sớm đến tay người lao động. Với nhiều người thì khoản tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng là nhỏ, nhưng với những công nhân ngày ngày đi làm thuê thì lại rất đáng quý và có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn. Mặc dù nhà nước cũng đã ban hành những chính sách tăng giờ làm để người lao động có thể tăng thêm thu nhập, Tuy nhiên số tiền ấy cũng quá nhỏ bé với một gia đình phải đi thuê trọ và trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người. Hy vọng với những trường hợp công nhân như chị Hải sẽ sớm nhận được tiền trợ cấp theo chính sách hỗ trợ của nhà nước bán.